sáng ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp chủ động phòng chống cơn bão số 3 ra ghi. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, tham dự có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các phường thuộc quận, các đơn vị phối quản. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 10 giờ ngày mùng 5 tháng 9, bão số 3 đã mạnh lên cấp siêu bão, cấp 16, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm từ 184 đến 201 km h trở thành cơn bão mạnh nhất trên khu vực Thái Bình Dương từ đầu năm đến nay. Khoảng từ sáng đến trưa thứ Bảy ngày mùng 7 tháng 9, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền miền Bắc. Trọng tâm vùng tâm bão đổ bộ trực tiếp sẽ là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Tuy nhiên cơn bão này cường độ mạnh, hoàn lưu rộng nên phạm vi ảnh hưởng sẽ rất rộng, bao trùm cả vịnh Bắc Bộ, đất liền Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Với đặc thù của kiến an, siêu bão đổ bộ với mưa lớn và gió giật mạnh sẽ càng làm tăng nguy cơ sạt lở núi, ngập lụt đô thị, gãy đổ cây, rất nguy hiểm. Cơn bão sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng nếu không có biện pháp ứng phó chủ động, hiệu quả, tích cực. Theo báo cáo của các ngành đến nay, các địa phương, đơn vị đã triển khai các biện pháp phòng chống bão, thông báo cho nhân dân và sẵn sàng các phương án cứu hộ cứu nạn, sơ tán các hộ dân ở những khu vực xung yếu. Đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai công tác phòng chống bão, thực hiện công tác ứng phó sát thực với tình hình thực tế, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, đặc biệt, quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ theo nguyên tắc phòng ngừa, chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận lưu ý các cấp, các ngành đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, khắc phục tư tưởng chủ quan trong phòng chống bão, huy động tất cả lực lượng, phương tiện cần thiết sẵn sàng ứng phó. Các cơ quan, đơn vị và nhân dân chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, dự trữ nhu yếu phẩm cần thiết, sẵn sàng ứng phó tình huống bất ngờ do bão. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, nhân dân phải có trách nhiệm chủ động phòng chống bão và tuyên truyền cho những người xung quanh nâng cao ý thức phòng chống bão. Các khu vực trọng điểm, xung yếu phải sẵn sàng phương án sơ tán, kiên quyết di rời nhân dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Các khu nhà cao tầng, trường học, công trình xuống cấp, nhà dân chẳng chống nhà cửa phòng tránh nguy cơ sập đổ các công trình đang thi công khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản vùng thấp trũng ven sông chủ động chống ngập úng các cấp ngành đơn vị nỗ lực cao nhất tập trung phòng chống bão không được chủ quan lơ là thiếu trách nhiệm